Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Voodoo Việt Nam. Dòng máy bơm thùng phi thì không quá xa lạ trong công nghiệp nữa rồi phải không các anh chị? Máy bơm thùng phi thì thường được sử dụng để bơm các hóa chất như axit, bazơ, dung môi hoặc là những nguyên liệu dùng trong ngành thực phẩm, hóa chất và rất là nhiều ngành khác từ thùng phi ra bên ngoài. Máy bơm thùng phi Voodoo thì có hai loại là chạy bằng điện 220V và bằng khí nén. Máy bơm thùng phi điện của Voodoo thì công suất cũng từ 100 đến 165 lít trên phút, độ đẩy cao trên 10m và cũng có thể đạt tối đa lên đến là 28m. Đối với dòng bơm thùng phi khí nén thì công suất cũng đạt từ 60 đến 150 lít trên phút, độ đẩy cao từ 8 đến 16 mét. Chỉ mất 2 đến 3 phút thôi là có thể bơm hết một thùng tiêu chuẩn 200 lít rồi. Máy bơm thùng phi của Voodoo thì rất đa dạng các loại ống khác nhau như inox 34, inox 316, nhựa PP, nhựa PTFE, nhựa PVDF và hợp kim nhôm. Đối với độ dài ống thì cũng có khá là nhiều lựa chọn từ 700mm, 1000mm cho đến tối đa là 1500mm. Trọng lượng của máy khá nhẹ, chỉ từ 1,23 cho đến 3,5kg, rất là dễ dàng sử dụng và di chuyển. Thiết kế của bơm thì rất là đơn giản, đặc biệt là giữa bơm và động cơ thì có sử dụng một tấm lắp là mặt bixen thì có thể dễ dàng tháo lắp mà không cần bất kỳ dụng cụ nào khác. Máy bơm thùng phi của Voodoo thì được nhà sản xuất phát triển theo công nghệ của châu Âu và Mỹ với nhiều ưu điểm nổi bật như là hiệu suất cao, thao tác thì thuận tiện, chất lượng tin cậy và giá cả thì cạnh tranh. Các bộ phận quan trọng như là vòng bi này, phớt dầu, khung cao su và rất nhiều bộ phận khác thì đều nhập khẩu trực tiếp từ Thụy Sĩ và Đức. Các bộ phận khác cũng do Voodoo tự sản xuất 100% sản phẩm được test trước khi xuất xưởng. Ứng dụng của máy bơm thùng phi thì rất là đa dạng, như mỗi chất liệu thì sẽ có những ứng dụng khác nhau. Chất liệu inox 34 và 316 thì được ứng dụng để bơm các chất dễ cháy nổ, dễ bắt lửa như là xăng, dầu diesel hoặc là các loại dầu khác. Inox 316 thì còn được sử dụng trong ngành thực phẩm, ngay là bơm đồ uống, y tế, chất lỏng nhẹ mà có độ tinh khiết cao. Nhựa PVDF thì được ứng dụng để bơm các hóa chất mà có độ ăn mòn cao và độc hại cao như axit fluoric, axit sulfuric và rất nhiều loại axit khác. Nhựa PP thì phù hợp để bơm các chất có tính axit và kiềm như axit acetic, amoni, chlorosulfat hay axit prosilic và rất là nhiều các chất khác như là chất khử trùng, phân phốt phát, axit nitơ, natri hydroxit. Hợp kim nhôm thì thường được sử dụng để bơm nước thải mà có tính ăn mòn thấp, dầu diesel, dầu có độ nhớt thấp hoặc là dầu bôi trơn. Đối với dòng máy bơm thùng phi này của Voodoo thì sẽ là bảo hành 1 năm. Nếu như các anh chị khách hàng đang sử dụng mà có gặp vấn đề gì thì cứ bình luận ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với Voodoo qua hotline thì sẽ được hỗ trợ ngay nhé. Các anh chị cũng đừng quên là hãy cho Voodoo xin một like và một chia sẻ video và đừng quên hãy đăng ký kênh của Voodoo Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo nhé.